Thật sự là rất là lâu rồi mà em Hương mới bắt được một dòng xe ưng ý đây. Một chiếc xe Corona Antis đời 2009 số tự động với động cơ trang bị là 1.8 các bác ơi. Zin đẹp cả xe luôn. Đời 2009 mà xe vẫn giữ được nguyên hình nguyên dạng. Từ lúc sản xuất ra đến bây giờ vẫn còn giữ được nguyên các bác nhé. Zin đẹp toàn xe luôn. Biển Hà Nội với nước sơn màu bạc. Đèn halogen có đèn gầm, hệ thống phanh ABS và có xi nhan trên gương. Một chiếc xe mà em Hương bắt quá là ưng ý nhá. Em công khai giá trực tiếp trong buổi video ngày hôm nay, giá chào bán là 385 triệu. Bác nào quan tâm về dòng xe Corona Antis, một siêu phẩm đình đám này, một trong những cái dòng xe được rất là nhiều khách hàng quan tâm, thì để lại số điện thoại cho em hoặc kết nối qua Zalo 0354602790 để em Hương tư vấn cho mình. Các bác nhìn này, xin nha, tích hợp trên gương, một chiếc xe zin nguyên bản toàn xe luôn các bác nhé. Zin nguyên bản luôn. Số tự động đẹp lên màn hình giải trí rồi. Đây, khi mà em Hương mở cửa nó sẽ báo là cảnh báo đang mở cửa đây. Ghế da zin cao cấp nguyên bản luôn. Củ số phanh tay được ốp hết, cái giả vân gỗ như kia nhìn vừa sang mà lịch sự. Từng con ốc nhỏ nhất không hề bị vặn mở các bác nhé. Corona Antis này, táp ly táp lô đẹp căng đến cái tay cầm. Cái móc khóa cửa là vẫn khác hoàn toàn so với những dòng khác nhé. Gương kính tất nhiên phải là auto tự động rồi. Toàn bộ cái phần này là da mềm cao cấp cho em. Phần táp ly đây, không hề bóng, không hề mòn. Keo chỉ zin toàn bộ bốn cánh cửa và máy số cũng là zin đẹp luôn. Thật sự là một siêu phẩm các bác ạ. Từng con ốc nhỏ nhất em quay cho mình từ cái sticker này, từng con ốc không hề bị vặn mở luôn. Trên vô lăng thiết kế ba chấu có túi khí an toàn này, có tăng giảm âm lượng và có bả lách bài trên đây rồi. Sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, đây, quạt gió này, sấy sưởi kính này. Đấy, sấy cửa sổ kính trước và sau này, xong là lấy gió ba vị trí này, màn hình Vitech cực lớn này, điều hòa hai vùng. Số tự động đẹp có tắt bật cảm biến ở đây các bác nhé, có tắt bật cảm biến đây. Sau bên trong đây thì có một cái tàu này. Có một cái tàu ở đây này các bác này, nhìn này. Thiết kế này giống như là một mẫu xe hạng sang. Và cần số rích rắc cực kỳ đẹp luôn. Riêng nguyên cái phần này em nhìn nó rất là giống xe mẹt luôn các bác ạ. Củ số phanh tay các bác nhìn này. Ốp hết cái này là giả vân gỗ, nhìn cực kỳ sang trọng và lịch sự luôn, rất là sạch sẽ. Ở đây thì có hai cái bệ để nước cho mình. Các bác có thể để nước vào đây các bác nhé. Để nước vào đây. Rất là gọn gàng ngăn nắp luôn. Corona Antis 1.8 số tự động đẹp 385 triệu. Túi khí an toàn trang bị trên ghế phụ đầy đủ cho em rồi. Các bác nhìn này, đường cái thông số này, gương cam hành trình này có hết rồi. Xe rất là đẹp luôn. Mà giữ nguyên được nguyên bản của xe các bác nhé. Giữ nguyên được nguyên bản của xe rất là hiếm khi mà dòng xe Corona Antis mà em Hương lại ưng ý như vậy. Ghế da cao cấp 2 màu, trần nỉ nguyên zin. À, ghế da cao cấp 1 màu kem này, rất là sạch sẽ luôn. Hàng ghế thì rộng rãi thoải mái. Phía sau xe thì có thêm là thảm cao su lon, vừa dễ dàng vệ sinh này. Ở đây cũng có một cái hộp để đồ cá nhân cho mình. Bé bé thôi, để một cái gì đấy thôi. Quan trọng là máy số này, zin từng con ốc luôn. Tay lắm cửa, móc khóa cũng cực kỳ hiện đại luôn các bác nhé. Táp ly táp lô cực kỳ đẹp luôn. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh vẫn còn nguyên, từ những cái thông số sticker là bác chủ cũ giữ gìn quá là cẩn thận luôn. Động cơ 1.8 số tự động đẹp Corona Antis rất là hiếm khi mới có, nên là bác nào mà yêu thích dòng xe Corona Antis này, nhấc máy lên và để lại số điện thoại em Hương sẽ tư vấn cho mình. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng này, la răng thể thao này, đúc hợp kim đẹp, một dàn lốp cực kỳ dày dặn luôn. Đây là bên ngoài của chiếc xe nhé, em Hương đã mở cốp ra rồi để tiện em Hương quay luôn. Phía sau xe với trang bị là có hai mắt cảm biến và cam lùi đầy đủ cho em. Có cam lùi rồi các bác này, hai mắt cảm biến nhé. Bản 1.8 này, Corona Antis bản 1.8 đây ạ, bản G đây. Siêu đẹp luôn các bác nhé, thảm này. Bên trong khoang hành lý cũng cực kỳ là rộng rãi luôn. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp này, thảm này, sàn bệ này. Từ cái bấm đinh tán này còn đẹp này, không hề bị rỉ sét này. Cam kết luôn là không đâm xô và không ngập nước. Từ phần táp ly cũng vậy luôn, táp ly táp lô đều đẹp căng luôn. Keo chỉ cột kèo đều còn nguyên zin cho em. Phần cốp sau các bác nhìn này, keo chỉ zin toàn bộ luôn nhá. Toàn bộ phía sau là keo chỉ zin luôn. Thảm chống nóng giảm nhiệt vẫn còn giữ nguyên và đầy đủ cho em. Đây ạ. Đèn hậu phía sau thiết kế cũng cực kỳ to bản, ăn hơi sâu một chút vào khoang lắp cốp này. Đèn gầm đầy đủ rồi. Đây là bên ngoài ngoại thất của xe nhá. Công nghệ option em nói thì không có gì đặc biệt, quan trọng là dòng này rất là lành, tiết kiệm nhiên liệu và máy số đi cực êm luôn. Ngồi trên xe này nó khác hoàn toàn với những dòng xe khác, nên là đây là một trong những cái lý do mà Corona Antis được rất là nhiều khách hàng quan tâm và săn lùng. Đời 2009 mà giữ được nguyên bản zin đẹp như thế này thì không đâu có một chiếc xe đẹp như này đâu các bác ạ. Biển Hà Nội các bác có thể về Hà Nội không mất đến 20 triệu phí sang tên đổi chủ vùng nữa đâu nhá các bác nhé.
Em này thì không thể làm trả góp được, vì đời 2009 nên là không thể làm trả góp được, nên là em này sẽ trả thẳng. Nếu như bác nào quan tâm thì cứ kết nối, em vẫn còn thương lượng lộc lá thêm cho mình để các bác có thể sở hữu một siêu phẩm Corona Antique 2009 số tự động đẹp đấy ạ. Số tự động đẹp 1.8 này. Vừa rồi thì em đã quay rất là chi tiết tất cả về bên ngoài, ngoại thất và nội thất, từ dàn nốt cho đến phanh ABS cho đến mâm đúc. Bây giờ em sẽ quay cho mình xem về khoang động cơ máy móc nhé. Zin đẹp luôn các bác ạ. Đẳng cấp của một chiếc xe đó là đời 2009, với mức đi rất là ít thôi thì xe vẫn giữ được nguyên bản máy zin cho em này. Không hề vặn mở dù chỉ là một con ốc, máy zin nhá. Nhìn xa các bác vẫn còn thấy được những cái bút chấm sơn QC nguyên bản của nhà sản xuất. Theo 5 tháng thời gian sử dụng nó có hơi bạc cái sơn đánh dấu đi, nhưng con ốc không hề bị vặn mở, vì đó là máy nguyên zin nguyên bản mà các bác ạ. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng cho em đây. Các bác nhìn này, dây này, hệ thống phanh ABS này, máy này. Từ những cái ốc mặt máy hay là những ốc chân máy còn nguyên zin cho em. Toàn bộ lắp cốp hay lắp cabo thì đều là keo chỉ zin đẹp. Các cái lốt cắt, các cái bấm đinh tán này, Toyota này. Một chiếc xe siêu phẩm Corona Antique vẫn giữ nguyên được thảm chống nóng, giảm nhiệt này, máy zin như thế này. Thì tội gì mà như phải mua những dòng xe khác đúng không ạ? Dòng xe này quá đẳng cấp luôn. Rất là hiếm khi thì em Hương mới về được một chiếc xe Corona Antique mà lại còn đẹp như thế này nhá. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá về tất cả chi tiết rồi, về chiếc xe Corona Antique đời 2009 số tự động đẹp. Động cơ trang bị 1.8 này, đầy đủ phanh ABS, túi khí an toàn, màn hình cam hành trình, cam lùi và cảm biến va chạm. Bác nào quan tâm về siêu phẩm Corona Antique này, để lại số điện thoại cho em sẽ kết nối Zalo, hoặc gọi trực tiếp kết nối Zalo cho em 0354602790. Còn bây giờ Hải Dương bắt đầu hơi mưa rồi, em xin phép được đi vào bên trong đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.